Mới đây, trong một số hội nhóm sử dụng xe điện trên mạng xã hội đã có nhiều phản ánh về việc khách hàng mua chiếc SUV thuần điện hàng đầu của hãng xe Việt là VinFast VF9, nhưng lại không hoàn toàn giống với những hình ảnh được quảng bá của hãng, cũng như xe mua đợt đầu. Cụ thể, vô lăng được thiết kế riêng dành cho VF9 đã bị thay thế bằng vô lăng của VF8 vốn được định vị ở phân khúc cấp thấp hơn. Với việc VinFast VF9 được định vị như mẫu SUV sang trọng đầu bảng của hãng, nên thiết kế nội thất cũng như vô lăng theo xu thế elegant, sang trọng, khác với VF8 nghiêng về sporty thể thao, dù thoạt nhìn có vẻ khá giống nhau. Vô lăng trên VF9 có thiết kế với chữ V phía dưới nằm trong hình chữ nhật, với các phím bấm được mạ chrome sang trọng. Trong khi vô lăng trên VF8 có chữ V nằm trong vòng tròn, với các phím bấm làm bằng nhựa bóng. Hiện chưa rõ đây là động thái nhằm tối ưu hóa dây chuyền sản xuất của VinFast hay đang gặp vấn đề với bên cung cấp phụ tùng vô lăng. Tuy nhiên thiết kế không thực sự hòa nhập với tổng thể khoang cabin của vô lăng, chưa kể có chút khác biệt về mặt kích thước, nên phần tiếp xúc mặt sau của vô lăng VF8 không khớp hoàn toàn với mặt táp lo trên VF9 khiến cho nhiều khách hàng không dễ chấp nhận. Ngay sau có nhiều ý kiến thắc mắc của khách hàng, đại diện hãng đã gửi email cho các đại lý, nhà phân phối nhằm đưa ra các vấn đề giải quyết đối với khách hàng, bao gồm hai phương án dành cho khách hàng đã nhận và cả khách hàng chuẩn bị nhận xe có vô lăng không giống với những hình ảnh hãng đã công bố. Nếu khách hàng chấp nhận sử dụng vô lăng không giống hình ảnh đã công bố, sẽ được nhận phần quà 10 triệu bằng tiền mặt hoặc trừ trực tiếp vào giá xe. Trường hợp khách hàng không chấp nhận sử dụng vô lăng khác, với công bố sẽ được thay miễn phí khi nguồn cung ứng đủ linh kiện. VF9 là mẫu xe SUV 7 chỗ hàng đầu của VinFast. Với kiểu dáng tinh tế, công nghệ tiên tiến nhất và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, VF9 mang đến trải nghiệm đặc biệt cao cấp cho người sở hữu. Với kích thước các chiều dài rộng cao là 5118, 2254, 1696 mm, VinFast VF9 là mẫu xe có kích thước lớn nhất phân khúc SUV trên thị trường Việt Nam hiện tại. Vóc dáng hoành tráng của VF9 được tạo nên nhờ việc đặt trọng tâm xe thấp, thiết kế đầu xe vuông vức và đuôi xe cao, tạo nên nét khỏe khoắn mà vẫn tinh tế. VF9 cũng có chiều dài cơ sở lớn nhất trong phân khúc, lên tới 3150 mm. Nhờ đó, mẫu xe này có khoang nội thất rộng rãi vượt trội, cho người dùng không gian thoải mái ở cả ba hàng ghế. VF9 có hai tùy chọn về chỗ ngồi, phiên bản 7 chỗ full size hoặc phiên bản 6 chỗ ghế cơ trưởng ở hàng sau, độc đáo với tiện nghi được truyền cảm hứng từ khoang ghế hạng thương gia. Với hệ thống pin có dung lượng khả dụng đạt 92 kWh, VF9 có thể di chuyển quãng đường lên tới 438 km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423 km đối với phiên bản Plus theo tiêu chuẩn WLTP.